Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, chiều 28 tháng 8, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền trực tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ do ông Sai Cát Rồi, Chuẩn tướng Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, tìm hiểu về hoạt động thanh niên hai nước, các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng và các hoạt động giao lưu thanh niên giữa hai nước cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đại diện Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu thông tin đến các đại biểu đoàn Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ về phương pháp tập hợp thanh niên và phong trào thanh niên tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên vừa là lực lượng xung kích, vừa là động lực phát triển của thành phố mang tên Bác. Do đó, tổ chức đoàn thành phố luôn dự báo, nghiên cứu và đề xuất đa dạng các giải pháp, phương thức phù hợp để tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh thiếu nhi trên địa bàn theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp, khu vực, đặc biệt là trên không gian mạng. Thưa quý vị, chương trình an toàn cho người dân nghèo, khó khăn đã trao tặng 40 căn nhà an toàn, 500 bộ áo phao cứu sinh cho người dân nghèo, cận nghèo và xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn tại tỉnh Bến Tre. Thực hiện chương trình an toàn cho người dân nghèo, khó khăn, ngày 28 tháng 8. Tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ bàn giao nhà an toàn cho người dân, trao tặng phao cứu sinh và khánh thành cầu giao thông nông thôn. Với sự vận động của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thông qua Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, dịp này chương trình trao tặng 40 căn nhà an toàn, 500 bộ áo phao cứu sinh cho người dân nghèo, cận nghèo và xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn tại tỉnh Bến Tre. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, tại cuộc họp báo chung với những người đồng cấp Lithuania, Latvia và Estonia, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marius Kominski nhấn mạnh chúng tôi yêu cầu chính quyền Minsk rằng, nhóm Wagner ngay lập tức rời khỏi lãnh thổ Belarus, những người di cư bất hợp pháp lập tức rời khỏi khu vực biên giới và trở về quê hương của họ. Ông Kominski nói thêm, nếu xảy ra một sự cố nghiêm trọng, bất kể xảy ra ở biên giới Ba Lan hay Lithuania, chúng tôi sẽ trả đũa ngay lập tức. Tất cả các cửa khẩu biên giới đã mở cho đến hiện tại cũng sẽ bị đóng. Hiện Bộ Ngoại giao Belarus chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Latvia, Lithuania và Ba Lan có chung đường biên giới với Belarus. Các nước này ngày càng tỏ ra lo ngại về vấn đề an ninh vùng biên, do sự xuất hiện tại Belarus của hàng trăm tay súng Wagner theo lời mời của Tổng thống Alexander Lukashenko trong những tháng gần đây. Ba nước cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng người di cư mà chủ yếu là từ khu vực Trung Đông và Châu Phi tìm cách vượt biên vào lãnh thổ quốc gia. Ba nước cho rằng chính Belarus đã tạo điều kiện để người di cư dồn tới biên giới. Song Minsk đã bác cáo buộc này. Theo Reuters, Đại tá Reisner đã cảnh báo rằng quân đội Ukraine không phải là những chiến binh siêu hạng có thể tiếp tục một cách không mệt mỏi dù không đủ vũ khí, trái với cách mà họ được miêu tả trong tuyên truyền của phương Tây. Chuyên gia quân sự từng là chỉ huy lực lượng Áo ở Mali và Kosovo cho rằng việc mong đợi phép màu xảy ra ở tiền tuyến là vì thực tế, trong khi những người ủng hộ Kiev không cung cấp cho nước này đủ khí tài để thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức vài ngày trước, ông Reisner nói, thẳng thừng mà nói, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta là nạn nhân của sự tuyên truyền của chính mình. Ông giải thích rằng khi bắt đầu cuộc chiến, chúng ta đã tự thuyết phục mình tin rằng binh lính Ukraine với súng van dầu phao, súng phóng lựu của Đức trong tay đang ngăn chặn quân Nga. Reisner lưu ý, những lực lượng đó đã liên tục bị suy yếu kể từ đó. Trong khi phương Tây chỉ cung cấp từ 50 đến 60% những gì mà giới lãnh đạo Ukraine yêu cầu để tiến hành một cuộc tấn công của riêng mình. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước ở trẻ em, thầy giáo dạy bơi Vũ Ngọc Chiến, 32 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi sự kiện thầy Chiến dạy bơi cho trẻ em vùng biển đảo. Sau hoạt động dạy bơi ở Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày 27 tháng 8, thầy Chiến và các tình nguyện viên đã tham gia hướng dẫn dạy bơi cho hơn 100 trẻ em ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trước khi bước vào hoạt động học bơi trên biển, các em được hướng dẫn tập thể dục buổi sáng, tham gia trò chơi dân gian, nhặt rác trên bãi biển. Ngoài ra, sự kiện còn dành tặng sách và dụng cụ học tập cho các bé đến học bơi. Anh Chiến cho biết, mọi người cho rằng trẻ em sống ở khu vực biển đảo đều bơi giỏi. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, rất nhiều em chưa biết bơi hoặc bơi chưa đúng kỹ thuật. Điều khiến anh Chiến và nhóm tổ chức, tình nguyện viên cảm thấy hào hứng, được tiếp thêm lửa là phụ huynh nhiệt tình tham gia và luôn theo sát, quan tâm quá trình các con tập bơi trên biển.
Dù buổi tập giới hạn về thời gian nhưng anh Chiến hy vọng phụ huynh sẽ nắm được một số kiến thức cơ bản để duy trì việc dạy bơi cho con em. Anh Vũ Ngọc Chiến có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy bơi cho mọi đối tượng, lứa tuổi. Ngoài dạy bơi, anh còn nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội với nhiều video dạy bơi, cách sinh tồn ở biển, vùng sông nước. Anh Chiến có mong muốn đam mê cháy bỏng là dạy bơi cho thật nhiều trẻ em ở Việt Nam. Thế nên, sau sự kiện lần này, nhóm của anh sẽ tiếp tục lên kế hoạch dạy bơi cho trẻ em ở các vùng miền khác. Thưa quý vị, vẻ đẹp của những cành đào qua quyện cùng với cảnh sắc núi rừng tạo nên một khung cảnh nên thơ, hút hồn du khách khi đến với Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Bản làng ở Y Tý như bừng tỉnh sau kỳ ngủ đông. Những nhành cây khẳng khiu, trơ trụi lá giờ thay đổi một cách kỳ ảo. Những cành cây mận, đào khẳng khiu nay được phủ đầy hoa mận, hoa đào Y Tý. Bản làng như thay áo mới, đẹp đến mê mẩn, kỳ diệu. Nằm ở độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, Y Tý là một xã vùng cao của xã 135, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Y Tý có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhưng lại đặc biệt khắc nghiệt vào mùa đông. Nhiệt độ nơi đây có khi xuống dưới 0 độ C, được các bạn trẻ lựa chọn là địa điểm săn tuyết, săn mây độc đáo và ngắm những vườn đào nở rộ rực rỡ khi mùa đông đã đi qua. Những năm gần đây, hàng nghìn cây đào rừng được trồng quanh các ngôi nhà ở Y Tý, A Lù, A Mú Sung Bát Sát, Lào Cai theo chương trình phục tráng giống đào vùng cao. Sắc hồng của hoa đào Y Tý đang phủ khắp các ngôi nhà, trường học, triền đồi, khiến du khách mãi mê ngắm nhìn, chụp ảnh hoài không chán. Những cây đào nở rộ vào tháng 2, tháng 3 là năm châm, thu hút du khách đến với vùng đất mù sương nơi biên cương Tổ quốc. Thưa quý vị, sông đá lớn đứng im hàng nghìn năm nay do phủ đầy đá thạch anh, nhưng khi lại gần bạn vẫn nghe thấy tiếng róc rách của nước. Sông đá khổng lồ này được cho là hình thành cách đây 10.000 năm. Giới nghiên cứu cho rằng, vào thời điểm đó, các sông băng bao phủ đỉnh của các rặng Taganite ở độ cao tới 4.800 mét. Dưới sức nặng của những sông băng này, đỉnh núi bị nghiền thành hàng triệu tảng đá lớn. Khi băng tan đi, những mảng đá từ từ trượt xuống tạo ra sông đá lớn. Con sông đá dài 6 km, rộng khoảng 200 mét. Phần rộng nhất của sông là 700 mét. Lòng sông sâu khoảng 6 mét, được bao phủ bởi các khối đá quarsite lớn, trung bình nặng khoảng 3 đến 4 tấn. Sông đá lớn được gọi là sông bởi nhìn nó giống sông, không phải vì nó có khả năng chảy. Sông đá hàng nghìn năm qua vẫn nằm bất động. Nhưng điều thú vị nhất là khi du khách lại gần con sông này, bạn có thể nghe thấy tiếng nước róc rách. Âm thanh này được tạo ra bởi những dòng suối nhỏ chảy bên dưới các tảng đá. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.